Khi cận kề sự chết, lời dạy của Ngài Mahabodhi Sayadaw: khi biết mình đang cận kề sự chết, chúng ta có thật sự an lạc không? Nếu tâm an lạc không có mặt, lúc đó nỗi sợ hãi, sự khổ đau sẽ chinh phục toàn bộ tâm chúng ta. Chết bằng tâm đau khổ, sợ hãi rất nguy hiểm. Khoảnh khắc cận tử nghiệp vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định cảnh giới tái sanh tương lai. Chết bằng tâm sợ hãi chắc chắn sẽ bị đọa vào bốn đường ác, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh để chịu nỗi thống khổ. Khi nỗi sợ hãi chi phối, tâm trở nên khó chịu, bất an, những phiền não đó từ từ thiêu đốt chúng ta. Nó là ranh giới đầu tiên cần phải vượt qua lúc cận kề sự chết. Sự khó chịu, bất an của tâm còn được gọi là tâm sân. Tâm sân nghĩa là trạng thái tâm bất mãn, không hài lòng. Hàng ngày chúng ta nuôi dưỡng sinh mạng này bằng thức ăn. Thức ăn của thân là những gì? Có lẽ ai cũng biết rõ, thân thể này cao lớn, khỏe mạnh là được chăm sóc bởi những thức ăn phù hợp, ngon, bổ dưỡng. Còn thức ăn của tâm thì sao? Người thế gian rất ít quan tâm, họ luôn bị chìm đắm trong các thú vui dục lạc, họ luôn bỏ đói nội tâm. Thức ăn của tâm là gì? Đó là chánh niệm. Khi tâm được nuôi dưỡng bằng chánh niệm, tâm sẽ an tịnh. Sự an tịnh đó giúp ta loại bỏ phiền não và trở nên trí tuệ. Chánh niệm là dưỡng chất tốt nhất của tâm. Nội tâm bị bỏ đói do không tu tập chánh niệm, tâm sẽ bị những phiền não chi phối, tâm sẽ bị những thức ăn độc hại làm hao mòn rồi dẫn đến tâm bệnh. Những thức ăn độc hại đó chính là tham, sân, si, ngã mạn, đố kỵ, keo kiệt, sẽ đầu độc tâm chúng ta mỗi ngày. Khi xưa còn là đứa trẻ, bắt gặp những gì thích thú, chúng ta luôn khao khát để có được. Đến khi trưởng thành, tâm ta vẫn vậy, sự khao khát thích thú còn mãnh liệt hơn xưa. Tâm ta thật sự lớn mạnh chưa, hay nó vẫn cũ như ngày nào? Lúc cận kề sự chết, tâm ta vẫn là đứa trẻ ngây thơ, nó vẫn chưa đủ lớn để thoát khỏi sự trói buộc của phiền não. Vì vậy, chánh niệm là thức ăn tốt nhất của tâm. Tâm được nuôi dưỡng bằng chánh niệm sẽ dễ dàng khắc phục được sự sợ hãi, lo lắng, những tạp niệm không xâm hại được. Khi cận kề sự chết, tâm trở nên an tịnh. Tâm an tịnh là thành quả của chánh niệm. Người tu tập chánh niệm nếu chưa đủ duyên chứng đắc đạo quả, lúc cận tử nghiệp rất dễ dàng tái sanh những cảnh giới an lạc. Cõi người, cõi trời là cánh cửa mở rộng dành cho người tu tập chánh niệm. Ngay lúc này, chúng ta nên tu tập chánh niệm. Dù cuộc đời này có xảy ra biến cố gì, tâm ta luôn an ổn, không bị dính mắc. Chánh niệm là nền tảng thiết yếu của nội tâm. Đại trưởng lão Mahabodhi Sayadaw: